Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép giúp em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt là các bác mà yêu thích cái dòng xe đạp địa hình thì ngày hôm nay em lên sóng cho bác xem về cái mẫu xe đạp MTB địa hình của thương hiệu Lai với mã của nó là Toronto, phiên bản màu cam đen ở trên màn hình các bác thấy này. Rất là khỏe khoắn và các bác và anh em mà quan tâm về cái mẫu xe đạp này em báo giá công khai luôn. Nếu như các bác mà quan tâm thì các bác ở lại để xem cấu hình. Thế còn lại là mà các bác mà không quan tâm thì các bác có thể là mở video khác để xem. Con xe đạp này thì trước đây nhà em bán là 9 triệu đồng ở bao phí cước vận chuyển và có tặng phụ kiện cho các bác. Thì trong đợt này nhà em giảm giá còn 8 triệu rưỡi, giảm giá cho các bác là 500.000 đồng và có tặng thêm cho các bác quà tặng gồm có là một cái gọng bình cũng như là một cái bình nước và bộ lục lăng đó và bao phí cước vận chuyển cho các bác. Đợt này nhà em chiên khách hàng thì mới có giá đó thôi, chứ còn trước đây thì không có các bác nhé. Đó thì các bác nào mà đang quan tâm thì các bác có thể ở lại để xem cấu hình xe hoặc cân đối tài chính, em công khai giá luôn để các bác tham khảo. Và bên cạnh cái mẫu xe đạp địa hình MTB của thương hiệu Lai này, mã là Toronto, thì bên shop em là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các cái dòng xe đạp đua, xe đạp touring, các cái phân khúc giá tiền từ thấp lên cao thì bên shop em có đầy đủ hết. Các bác có nhu cầu tham khảo mua xe thì liên hệ trực tiếp qua số máy em để phần tiêu đề, phần mô tả. Số máy đó có Zalo, nếu các bác nào chưa tin tưởng thì kết bạn Zalo với em, gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem. Và không để các bác chờ lâu nữa thì về cái cấu hình xe, con này em đã lên sóng cho các bác xem khá là nhiều rồi. Đấy, em bán rất là chạy, nhưng đợt này thì nhà em còn con này, nhà em khả năng là sẽ nhập thêm hàng. Đó thì các bác nhanh tay thì còn chậm là hết các bác nhé. Và cái phần tay lái là nó được thiết kế là tay lái bằng và có thiết kế là hơi cong mình cánh cùng đây. Đó là bằng nhôm, phô tăng là phô tăng nhôm này, phanh là phanh dầu, phanh là phanh dầu của hãng SN, củ đề là của hãng AX. Thiết kế là phần tay phanh bằng gần với cả cái phần tay lái ở đây. Ở bên cái phần tay cầm thì được thiết kế là cao su lon, được làm nhám trên bề mặt và thiết kế tay phanh bằng và cái bộ bấm xả ở đây thì các bác sẽ cho các bác những cái trải nghiệm đi trên địa hình cũng rất là ok các bác nhé, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và xuống đến phần bên dưới thì ở đây nó có in cái thương hiệu biểu tượng của xe, đôi cánh đại bàng, nó rất là khỏe khoắn. Và xuống đến cái phần khung xe, khung xin lỗi các bác, đây là cái phần càng xe, thì cái khung càng này được làm bằng thép đúc nguyên khối này, có khóa hành trình. Nếu các bác đi địa hình thì các bác mở cái khóa hành trình ra, còn đi đường bằng các bác đóng cái khóa hành trình này. Đó. Và phần bên dưới đây, phanh là phanh thắng cơ, phanh thắng cơ có dầu các bác nhé. Mayer là Mayer nhôm, ở đây nó chạy là vòng bi bạc đạn các bác. Đó. Trục là trục tháo nhanh. Đó. Lan hoa là lan hoa thép liền với cả phần vành, vành là được thiết kế là cắt CNC hai lớp. Và bánh, đặc điểm của bánh là kích thước lốp to và nhiều phần nhám để nó tăng cái độ bám đường khi các bác đi địa hình. Đó. Và cái phần lốp này thì em sẽ quay các bác xem về kích thước lốp. Bánh là bánh 27.5 x 2.10 thì các bác phải có chiều cao được 1m65 trở lên thì các bác đi xe mới vừa được nhé. Thế còn các bác mà thấp hơn thì đi xe sẽ không vừa được đâu. Đó, xe này dành cho các bác và anh em đam mê đi địa hình, đi rất là ok. Và sang phần khung xe, khung sườn con này được thiết kế là khung sườn nhôm và được sơn hai lớp sơn tĩnh điện này, chống han dỉ. Và cái phần in chìm thương hiệu của xe này mà là bằng chữ đen. Trên đây nó có phần lắp giá đựng bình nước để các bác chuẩn bị nước khi mà đi đạp xe. Đó. Trên đây là những cái mối hàn vẩy cá cũng đã được xử lý rất là đẹp như này, nhẵn nhụi. Và mã của nó là Toronto. Xuống đến cái phần trục, trục của xe ở đây là trục đặc. Bên trong thì nó có hai phần vòng bi bạc đạn ở hai bên này và đùi đĩa là của hãng Powell, thiết kế dành cho xe địa hình, rất là khỏe khoắn chắc chắn như thế này. Và sang đến cái phần cọc, cọc yên thì ở đây là được thiết kế là bằng nhôm, khung yên thì bằng thép và yên thì là đệm bọc da chống nước bên ngoài. Và bidan là đi theo xe các bác nhé. Ở đây là cái trục yên này là thiết kế là trục tháo nhanh để các bác rất là dễ dàng điều chỉnh cái chiều dài của cái cọc yên làm sao nó phù hợp với lại cái
chiều dài chân của các bác. Và cái phần bánh sau thì cũng thiết kế giống như bánh trước thôi. Ở đây thì có cái phần chân trống là đi nhà em lắp để tặng kèm cho các bác, còn đi theo xe không có nhá. Đó. Thiết kế bánh sau giống như bánh trước thì em sẽ quay lại cái bộ phận chuyển động. Bộ phận chuyển động thì con này nó là xe địa hình, nó thiết kế là ở đây này có hai đĩa thôi. Hai đĩa trước và gạt đè trước là của hãng AX. Đó, gạt đè trước của hãng AX. Và sang phần bánh sau thì bộ phận chuyển động líp ở đằng sau thì nó gạt đè cũng là của hãng AX này. Líp sau thì gồm có 12 líp, 12 x 2 cấp độ để các bác đạp địa hình. Các bác điều chỉnh được đầy đủ các chế độ các bác đạp luôn các bác nhé. Đó, cấu hình xe thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Và vừa qua thì em cũng đã giới thiệu tới các bác, lên sóng cho các bác về cái mẫu xe đạp MTB địa hình của thương hiệu Line, mã của nó là Toronto. Đang trong chương trình giảm giá đợt này thì các bác nào nhanh tay thì là còn xe, còn chậm là hết các bác nhé. Và cảm ơn các bác đã xem hết video. Và để giao dịch thành công thì các bác cứ gọi điện trực tiếp qua số máy em để ở cái phần tiêu đề, phần mô tả. Thì em sẽ tư vấn cũng như là chốt xe để gửi hàng sớm nhất cho các bác luôn. Và các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ liên tục đăng tải trên kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác.